Chào các bạn đến với khóa học bí quyết giỏi si công cộng ngay lập tức của kênh YouTube 365 và HA. Ở bài tập hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập 1/2 cộng 1/4 cộng 1/2n. Nghĩa là các bạn thấy ở đây mẫu số là số chẵn. Như vậy để giải bài tập này chúng ta sẽ thực hiện sử dụng câu lệnh lập for trong si công cộng. Thì trước khi hướng dẫn các bạn, mình sẽ chạy cái bản demo trước cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập n bằng 6. Thì các bạn thấy là kết quả là 1.225. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần lý thuyết về câu lệnh lập for trong si công cộng như thế nào. Rồi, bây giờ nói về câu lệnh lập for thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây câu lệnh lập. Trong lập trình si công cộng thì chúng ta có hai dạng lập là dạng for và dạng while là thường sử dụng nhất. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây là chúng ta thấy là có giá trị n chúng ta người dùng nhập vào, cho nên các bạn sẽ sử dụng câu lệnh lập với số lần biết trước for. Như vậy các bạn thấy cú pháp của câu lệnh for gồm có 3 đối số. Đối số thứ nhất là một cái biến để chúng ta gán giá trị. Đối số thứ hai là phép so sánh, có nghĩa là đối số thứ hai để cho chúng ta biết là chương trình biết là lập bao nhiêu lần, và đối số thứ ba là lập tiến hay lập lùi. Lập tiến thì các bạn sẽ y cộng cộng, có nghĩa là mỗi lần lập như vậy nó sẽ tăng lên một đơn vị, còn lập lùi là mỗi lần lập như vậy nó sẽ bớt xuống một đơn vị là y trừ trừ. Rồi nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào? Đầu tiên nó sẽ gán biến y cho giá trị đầu tiên, là giá trị chúng ta gán ở đây. Rồi tiếp theo nó sẽ so sánh với điều kiện xem có đúng hay không. Ở đây các bạn thấy ví dụ là 5 thì 1 nhỏ hơn 5 là đúng. Đúng thì chương trình nó sẽ thực hiện câu lệnh sau for, nghĩa là chúng ta muốn nó thực hiện việc lập nào thì các bạn cứ để trong cặp dấu nháy, dấu ngoặc nhọn thì nó sẽ thực hiện việc lập. Sau khi lập xong nó sẽ tiến hành tăng lên một đơn vị. Rồi sau khi tăng đơn vị xong thì tiếp tục nó so sánh, cứ làm như vậy cho đến khi cái điều kiện ở đây sai thì câu lệnh lập for sẽ dừng lại. Rồi đó là phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ xem code mình đã viết sẵn để tiết kiệm cái thời gian xem video của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào cái phần quan trọng của cái bài này. Chúng ta sẽ có hai biến, biến n và biến s để lưu giá trị tổng. Rồi đầu tiên sin n chúng ta sẽ cho người dùng nhập vào giá trị n, sau đó chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh lập for với giá trị gán đầu tiên là 1. Các bạn lưu ý chỗ này nha, giá trị gán đầu tiên là 1 đến n và chúng ta sẽ cho lập tiến, như vậy là y cộng cộng. Thì các bạn để ý đây, đầu tiên chúng ta sẽ gán giá trị của s là bằng 0 nha. Và các bạn thấy có một điểm lạ ở đây. Đây, có một điểm lạ ở chỗ này là chúng ta sẽ là thực hiện việc chia, nhưng thay vì bình thường chúng ta sẽ để là 1 chia cho 2 nhân y, thì các bạn chú ý ở đây mình làm là 1.0 chia cho 2 nhân y. Tại sao như vậy? Bây giờ nếu như mình không để 1.0 mà mình để 1, các bạn lưu ý nha. Rồi mình sẽ chạy chương trình cho các bạn xem nha. Quy tắc trong si cộng cộng là nếu như các bạn không để ở đây là một số thập phân thì khi thực hiện tính nó sẽ thực hiện việc một số nguyên chia cho một số nguyên thì nó sẽ ra là một số nguyên. Bây giờ ví dụ mình nhập n là 6 thì các bạn thấy nó đầy ra giá trị là 0. Tại sao? Tại vì chương trình nó sẽ hiểu là nó sẽ lấy giá trị nguyên, nó chia cho giá trị nguyên thì nó sẽ ra một giá trị nguyên.
các bạn lưu ý. Cho nên chỗ đây mình phải để là 1.0. Thì chương trình nó sẽ hiểu là 1.0 ở đây là một số thập phân, thì khi chia cho một số nguyên thì kết quả sẽ là một số thập phân, các bạn lưu ý. Rồi, sau đó chúng ta sẽ in cái biến tổng hết ra. Rồi, để cho các bạn hiểu về chương trình này hơn á, thì mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ví dụ mình sẽ nhập một cái giá trị n nhỏ để mình chạy từng bước cho các bạn xem. Rồi, ví dụ ở đây mình sẽ nhập n bằng 4. Rồi, chúng ta sẽ cho nó thực hiện lập 4 lần. Như vậy ở lần lập thứ nhất, chúng ta sẽ gán giá trị y cho 1. Và mỗi lần chạy nó sẽ kiểm tra cái điều kiện. Như vậy các bạn thấy là 1 còn nhỏ hơn hoặc bằng 4, cho nên điều kiện ở đây là đúng. Khi đúng thì nó sẽ thực hiện câu lệnh sao for, câu lệnh for, nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện việc cộng dồn. Vậy ở đây mình tạm gọi cái S1 nha. Đầu tiên cái S của chúng ta là S0 của chúng ta bằng 0. Rồi, vậy là S1 sẽ bằng là 0 cộng cho 1.0. 1.0 chúng ta sẽ chia cho 2 nhân y. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 2 nhân 1 là 2. Rồi, lần lập thứ 2 y nó sẽ tăng lên một đơn vị, có nghĩa là y bằng 2. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tiếp tục so sánh cái điều kiện là y còn nhỏ hơn bằng 4 là đúng. Rồi, cho nên S2 của chúng ta sẽ bằng S1 cộng cho 1.0, chúng ta chia cho 2 nhân 2 là 4. Rồi, tiếp tục lần lập thứ 3, tiếp tục biến y sẽ tăng lên 3. Tăng lên 3 thì chúng ta thấy điều kiện vẫn còn đúng là 3 còn nhỏ hơn hoặc bằng 4. Rồi, cho nên nó tiếp tục nó cộng dồn, mình tạm gọi ở đây là S3 sẽ bằng S2 cộng cho 1.0, chúng ta chia cho 6, tại vì 2 nhân 3 là 6. Và trong quá trình làm các bạn nhớ để dấu ngoặc nha, nếu không thì nó phép tính của chúng ta sai đó, nó sẽ thực hiện từ trái qua phải, có nghĩa là nó lấy 1.0 nó chia cho 2 rồi nó mới nhân cho y, các bạn lưu ý nha. Rồi, tiếp tục lần lập thứ 4 thì chúng ta thấy y lúc này tăng lên một đơn vị nữa là 4, thì chúng ta thấy 4 còn nhỏ hơn 4 là sai, tuy nhiên chúng ta còn dấu bằng, cho nên là y nhỏ hơn hoặc bằng 4 là vẫn là đúng. Vẫn là đúng thì chúng ta có cái S thứ 4 sẽ bằng S thứ 3 cộng cho 1.0, chúng ta chia cho 8, 2 x 4 là 8. Rồi, lần lập thứ 5 thì các bạn thấy là y bằng 5 nhỏ hơn hoặc bằng 4 là sai, cho nên là chúng ta không có lần lập thứ 5. Vậy nó in ra cái S4. Vậy bây giờ chúng ta chạy tính thử coi, rồi chúng ta chạy chương trình xem coi nó có đúng không nha. Rồi, chúng ta 1/2 cộng cho 1/4 cộng cho 1/6 cộng cho 1/8, kết quả là 1.041667. Chúng ta thử kết quả khi ta chạy chương trình xem thế nào nha. Rồi, mình sẽ nhập 4. Rồi, các bạn thấy rất chính xác, 1.041667. Rồi, rồi, như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng câu lệnh lập for trong C cộng cộng để giải bài toán là chúng ta sẽ tính các phân số mà mẫu của nó, tổng các phân số mà mẫu của nó là một số chẵn. Rồi, hy vọng video đã giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, mình sẽ giải cho các bạn tiếp tục bài tập về C cộng cộng và cái mẫu ở đây là số lẻ. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.